Chào anh em, đây là ba cái chiếc xe mà có thể nói lột xác cái phong cách thiết kế cũng như là doanh số tại thị trường Việt Nam mà hôm nay Trung muốn giới thiệu cho anh em. Đây là chiếc Toyota Veloz này, Cross này. Trên kia là chiếc Toyota Raize và đây là chiếc xe Toyota Corolla Cross. Đấy. Thì phải nói Toyota là chiếc xe được đánh giá là bền nhất, giá trị cốt lõi là ngon nhất. Có nghĩa là anh em mà đi những cái chiếc xe Vios hay là chiếc xe Altis hay chiếc xe Camry mới thấy được cái giá trị cốt lõi của nó, gần như nó không hỏng một cái gì cả luôn, chỉ có đổ dầu đầy đủ, đổ xăng đầy đủ, rồi thay thế các cái kiểu như là nước làm mát thôi, chứ còn không, gần như không hỏng gì. Đấy. Lên súng kính cũng không bao giờ hỏng, nhưng mà riêng các cái dòng xe Kia, Hyundai nó cũng hay hỏng những thứ lặt vặt hơn, vì thế mà cái fan rất là đông đảo là mua Toyota. Nhưng mà sau cái quá trình mà Toyota kiểu như người ta cứ giữ mãi cái phong cách gọi là ăn chắc mặc bền thì dần bị Hyundai cũng như là Kia hay là Thaco lấy lại thị phần, do là người ta khắc phục những cái nhược điểm. Ví dụ như Toyota Camry từ 2008 đến 2012, sau rồi từ 2012-13 đến tận 2018 mới thay form. Có nghĩa là cái form nó xấu, nó không phải là xấu anh em nha, nhưng mà nó, xin lỗi anh em, nó là theo kiểu nó già già ấy. Nó làm cho thanh niên, bây giờ giới trẻ mua xe là nhiều. Ngày trước là các bác, các ông, rồi các chú mua, thì các bác có tuổi không quan tâm đến đẹp, nhưng mà đến bây giờ thanh niên trẻ cần đẹp. Thì đây là một cái chiếc xe lột xác. Bản thân của cái chiếc xe này, máy của nó là chiếc Toyota Altis và nâng gầm lên thôi. Đấy, khung gầm của Altis y chang, nhưng mà bo tròn này, đẹp hơn này. Rồi có các cái công nghệ, ví dụ nha, đèn bi. Đây là cũng là một cái công nghệ mà để nói là Toyota hiếm khi cho, trừ khi phải là lên con xe Camry thôi. Tuy nhiên một cái thứ bị cắt trên con xe này mình thấy vẫn còn đâu đấy là Toyota, ví dụ như cảm biến áp suất lốp. Các dòng xe nhập tại Thái Lan là có áp suất lốp nha. Về Việt Nam ông cắt bỏ đi cái đầu thu. Đấy, để làm gì? Camry thì mới có áp suất lốp, con xe này chưa có đâu. Bây giờ chỉ việc cắm thêm cái đầu thu là xong. Đấy. Rồi thì các cái gói trang bị safety sen, đấy, các cái xe kiểu như cận cao cấp là đã có. Hay là như chiếc xe Veloz này đi, chiếc xe bản thiếu, đấy, đã có cảnh báo điểm mù. Đây, cảnh báo điểm mù đây. Ngày xưa còn lâu, Toyota phải Camry còn bị cắt bỏ. Thậm chí bây giờ vẫn bị cắt bỏ, nhưng mà chỉ có là Indo nó cho thôi. Rồi thì nó cho thêm đèn LED. Đấy là những cái thứ mà Toyota đã nâng cấp đột xác. Và điểm qua các cái con xe thì đằng kia có con Raize. Như ngày trước mà cái xe theo kiểu phân khúc kiểu Eco Sport, Toyota không tập trung vào. Rồi đến cái chiếc xe ví dụ như phân khúc hạng B, hạng A, gầm cao là cũng không có. Hay là chiếc xe này để vậy cạnh tranh với cả cái dòng xe ví dụ như là Xpander này hay là XL7 này cũng không có. Nhưng mà khi mà Toyota ra một phát, gần như các bác đã quay lại mua. Bởi vì thiết kế này, đèn này anh em nhìn này, từ đây sang đây đẹp chưa? Ngày xưa phải là tiền tỷ mới có, đến bây giờ 700-800 đã có rồi. Đấy, rồi các cái viền này, anh em nhìn này. Cái viền chrome nhá, nối dài. Miên man rồi nhá, cái con xe này nhá. Ghế gập một phát bằng luôn. Còn lâu mới có, Toyota còn lâu mới có luôn. Nhưng mà đến bây giờ là đã cho hết rồi. Nên vì thế mà nhiều anh em quay lại mua. Mình phân tích tiếp đến cái con xe này đi. Con xe này đi em. Chiếc xe này là chiếc xe mà có cam 360 nét nhất của Toyota. Đó. Đây là cái hệ thống mà cam 360 với cái bản V và HV mới trang bị. Đấy. Còn trước đấy cam 360 của Toyota ví dụ như Fortuner cho nó mờ như đêm 30 luôn. Rồi vào nhìn nội thất nhá. Đây là những cái thứ lột xác. Cam 360 này, áp suất lốp van này đã có cảm biến. Đấy. Bán không được nên là ông cho vào hết. Đây, quay vào đây này. Nội thất nha, hai màu cách điệu. Đây là màu hơi nó gọi là tím tím nâu nâu, đây là màu đen. Rất đẹp luôn. Đấy, rồi màn hình này. Anh em nhìn này. Với cái bản G ấy nó 7 inch nhưng mà bản này nó to.
Nhưng mà thường mình nâng cấp lên Android. Rồi, cruise control là có hết. Nút start top có hết rồi thì điều hòa auto. Mọi thứ rất đẹp. Rồi em quay lên cái trần này. Bán được là đúng. Bởi vì là Toyota máy nó bền rồi. Bây giờ thêm tí công nghệ, thêm một tí đẹp là ngon. Đấy, chiếc Cross này gần như là đã thống trị. Và nếu như mà vẫn giữ được cái phong cách gọi là phục vụ người dùng thì Toyota lại lấy lại thôi. Bởi vì là gần như không bảo hỏng, mấy cái thứ này không bảo hỏng. Còn một số dòng xe Hàn thì thường là khoảng 5-7 năm là phải thay, kể là dòng xe Mỹ. Nhưng mà Toyota không có gì hỏng. Nhưng mà có một điều ấy, đó là tại các cái nước châu Âu, người ta bảo là cái nhựa này sau 10 năm nó phải lão hóa thì nó mới là bảo vệ môi trường. Còn Toyota là 100 năm cũng không hỏng. Nên là nó bị đánh vào cái nó gọi là không bảo vệ môi trường. Nó không lão hóa cái gì cả, cả 100 năm. Như vậy là rác thải rất là nhiều. Nhưng mà nước ngoài, nước cái bọn Đức, Vinh, châu Âu ấy, nó bảo là mấy cái này nó phải lão hóa thì nó mới bảo vệ cơ. Rồi, quay đến đằng sau cho anh em. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Đấy, tuy nhiên là chiếc xe này thì mình dán phím cách nhiệt này. Đấy, bổ trợ thêm một số thứ thôi. Rồi cốp điện này. Đấy, lắp thêm một số ít nữa thôi. Đấy, cốp điện thì chiếc xe này mình cũng lắp xong rồi. Đấy, có cả đá cốp ở đây nhưng mà mình phải cầm chìa khóa ở đây cơ. Đấy, đá cốp là nó xuống. Rồi, ok. Thì tiếp tục quay đến chiếc xe Toyota Veloz. Chiếc xe này thì đã có đèn LED rồi anh em ạ. Đấy, đèn LED rồi, ngon nghẻ hết rồi. Chiếc Veloz thì mình cũng nâng cấp cho anh một số thứ. Đây, mình giơ cái này lên cho anh em xem này. Mình nâng cấp cả loa trầm nữa, nghe nó ấm hơn. À, che cái tên lại. Mình lắp cho anh là cái X4S. Đấy, phim mặt là 3M. Đấy, riêng cái phim này anh em này, là mình tư vấn anh em là phải chọn là phim mặt là xịn. Bởi vì cái tấm mặt này nó ngoài là nó cách nhiệt, nó còn giúp cho chúng ta nhìn ra bên ngoài. Và cái lượng nhiệt đổ xuống ở cái kính mặt này nó chiếm đến 60%. Còn toàn bộ những cái kính này thì mình chọn cái loại. Đây, em lên cho anh cái kính này. Nào, lên cho cái kính này. Ok. Cái kính này thì mình làm nó trong hơn chút. Còn toàn bộ sau nó đen, nhìn nó lì. Nhìn nó lì cái xe. Đây là trắng hơn này, trắng vừa này. Sau ở đây nó lì hết toàn bộ. Đấy. Rồi, trên chiếc xe này thì mình lắp thêm một cái loa sub trầm, một cái áp suất lốp và một đôi bi gầm. Đấy. Rồi, ok, em quay lên cái bi gầm của anh. Đây, chiếc xe này là bi gầm. Thì đối với chiếc xe này, cái đèn này này, thực ra là các hãng Toyota rồi các hãng mà bình dân theo kiểu xe dưới 1 tỷ là đã cho đèn LED, nhưng mà đèn LED nó chỉ vừa phải thôi. Nó gọi là có đèn LED, chứ mà độ sáng của nó chỉ là bình thường. Thì là mà cái hốc này ấy, đây em quay sát lại đây, nó lại vừa tròn cái bi gầm mà mình hay lắp luôn. Đấy, anh em mà lắp vào thì nó sẽ sáng hơn nguyên bản rất là nhiều. Đấy, còn về cơ bản chiếc xe này thì chỉ làm một số món thôi. Đấy, áp suất lốp này mọi thứ thôi. Chiếc xe này thì nói thật là nó không cao quá nhưng mà nó lại rộng, ngang, dài, bề thế, chất như nước cất luôn. Đây, quay lại cho anh xem con Rai. Ơ, con Rai đâu rồi nhỉ? Hay là như chiếc xe ở đây cũng đã thay đổi rồi, dần thay đổi rồi. Nhưng mà chiếc xe này vẫn bị cắt đi cruise control. Còn hai chiếc xe Rai và Toyota Veloz thì mình đang nâng cấp thêm cái cruise control nữa. Đấy, chiếc xe này thì nguyên bản này là chưa có đèn LED, mình thay thêm LED và bên dưới mình thay thêm bi gập. Và quay thêm một chút nữa, ở đây là mình có mấy chiếc xe nữa. Thì mình chuyên làm những cái món phụ kiện này thôi. Về cái đánh giá xe thì mình chỉ là người trải nghiệm thực tế, chứ cũng không phải là anh em đánh giá gì nó chi tiết quá. Nhưng mà mình được trải nghiệm rất nhiều xe, gần như xe nào mới nhất là mình được sờ đấy, mình được chạm thấy và mình được gọi là nghiên cứu để xem thì có nâng cấp được cái gì không, rồi chạy có chất không. Chứ còn về mà đánh giá thì mình cũng không phải là chuyên gia gì đấy. Đấy, thì anh em xem thử là những cái ý kiến đấy nó có bổ sung thêm gì không.
Đấy, và nhớ đăng ký kênh của mình.